Xin chào cô chú anh chị, hôm nay em sẽ quay cập nhật vườn mít. Và thì hôm nay cũng em xịt cái dinh dưỡng đó là 3 số 10-10 với canxi bo và chung quy lượng để nuôi phủ tiếp trái mít cho nó đẹp. Thì này là đợt trước tiễn trái rồi anh chị, trái này đợt trước em tiễn rồi nè. Này chắc cũng được có 2-3 kg rồi. Rồi cặp này thì trái này thì nó hơi bị không tròn đều không, là vậy trái thứ ba này thấy nó đẹp hơn nè. Đó là miếng giấy thì nữa mình sẽ cắt trái này bỏ lấy trái này lại anh chị, trái này thấy tròn đều đẹp hơn nè. Nó bỏ trái bên kia, trái kia thì nó hơi túm cái đầu hơi, trái này đẹp hơn nè. Đó, cây này thì mình lấy hai trái anh chị ơi. Hôm nay mình xịt dinh dưỡng cho nó, bổ sung thêm cho nó. Hôm dài thì ở đây ở mình đây cũng mưa quá trời nhiều cô chú anh chị, mưa liên tiếp luôn. Thì những cái trái này thì mình cần phải thúc cái dinh dưỡng cho nó anh chị, thúc dinh dưỡng cho nó mập lên, nó mập lên thì trái nó mới lớn anh chị. Dưới bông này nè, cái trái này nó cũng mới ra, mới thụ quắn mà gặp mưa quá nè, mưa gì đâu mà liên tục không ngưng. Thì ở thời điểm này thì cần mình nung dinh dưỡng cho nó qua cái trái này với nuôi cái bông này cho nó mập lên, thì sau này cái trái mình nó sẽ lớn nha cô chú anh chị. Còn nếu mình để mình không nung dinh dưỡng mà mưa này hoài thì cái trái mình nó sẽ bị nhỏ, rồi sau này cái năng suất nó không được cao nha cô chú anh chị. Và nếu mà mình nung dinh dưỡng mà mình thấy phân nhiều quá thì nó bị xì mủ, nó cũng đó, do đó thì mình cần phải xịt bổ sung thêm nó cho nó nuôi bông nuôi trái cái phân hữu cơ đó. Rồi còn ở dưới thì chị cũng rải dinh dưỡng, rải phân nhưng mà ít thôi nha cô chú anh chị. Tại vì thời điểm này thời điểm mưa mình gãy nhiều quá mà mình thúc nhiều quá cái phân mà NPK đó thì vô thì cái mít mình nó dễ bị nứt thân xì mủ lắm. Cô em cũng đang xuống trái nè, xuống trái rất là vậy đó, thì mình cần cứ sạch vô. Thời điểm này thì mình bổ sung canxi bo với 3 số 10 với lại là chung quy lượng, hoặc là mình sạch amino cũng được, amino với canxi bo với chung quy lượng. Đang xuống trái cần phải bổ sung cho nó mập lên thì sau này cái trái mình nó mới lớn, để em quay cập nhật cho cô chú anh chị mình. Mấy cái mít này nhỏ nhỏ thì cũng này cũng mới lú bông ra. Với thời điểm này cô chú anh chị cần phải xịt những cái côn trùng chích thúc ha, như diệp sáp nè, mò nhớt nè, dện đỏ nè, dện đỏ nhớ có đeo vô những cái lá này làm cho cái lá đài mình nó bị vàng, nó sau này nó dễ rụng lắm. Mà nó cái lá đài này nó lít của nó là để quang hợp để nuôi tiếp trái, nhưng mà nó rụng sớm quá thì cũng không tốt đó cô chú chị. Mình cần phải quản lý xịt những cái côn trùng chích thúc đó, với lại xe đen, bình xe đen ở mít thì các dòng nấm khuẩn, mưa nhiều quá nè phải xịt cho nó đừng có bị thối cuốn, với lại bị xe đen, hạn chế cái xe đen chị. Mùa mưa này nói chung thì ít nhiều thì cũng phải bị thôi chứ không có đường nào mà chạy khỏi, nhưng mà mình ngừa được thì cái vườn mình nó sơ đen nó hạn chế được thì nó sau này mình bán thì nó cũng có thu nhập hơn. Mấy cái trái này thì nó đợt trước tiễn rồi, trái một cỏ bị lớn rồi nó hết giật anh chị, cỡ 2-3 kg thì nó hết giật rồi. Cỡ bé lớn đó là mình cứ ở dưới gốc mình rải phân định kỳ, dưới thì ở dưới gốc thì cô chú chị đi cái dòng những cái dòng dinh dưỡng phân nỏ hoặc là phân nước cũng được, hữu cơ, rồi đi 20-20-15, nhưng mà đi cái phân NPK số lượng ít thôi. Rồi ở trên mình bổ sung thêm nó trên đây, bổ sung thêm cho nó phân hữu cơ vậy đó anh chị, chứ dưới gốc mình đừng có gốc này thì có gãy mà cái số lượng đạm mà nhiều quá. Ví dụ như cái cây mà nó đang phát triển mà cái da mà nó nứt ra gì là nó dần vàng mà nó nứt ra gì là cái cây mà nó đủ dinh dưỡng anh chị, mà anh chị cứ nung dinh dưỡng vô nhiều quá là cây mình nó sẽ nguy cơ nó xì mủ rất là cao. Đi dinh dưỡng với gốc cũng là mình cũng tùy theo cây nữa, cái cây mà cái da nó ít nở, còn cây nó ra nở gì là cây mình nó đang đủ dinh dưỡng, mà mình đun nó nhiều quá thì cũng không tốt. Cái cây này dinh dưỡng mưa nhiều quá cái da cái bông nó hơi hơi dài,
nhưng mà bông dài dài, nhưng mà mình chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ thì mình xịt đầy đủ thì nó vẫn ra trái đẹp bình thường cô chú anh chị, chứ không phải bông dài là nó không ra ra trái không đẹp nha. Bông dài dài thì trừ ra là mình không chăm sóc nó dinh dưỡng nó đầy đủ thì nó mới ra trái nó xấu thôi, chứ bông dài này nó vẫn ra trái đẹp bình thường. Vẫn bên đây cây nhỏ thì nó cũng đang xuống có những cái bông. Thì bữa nay thì em xịt là 3 số 10 với canxi bo với chung quy lượng. Thì lại những trái mít mà nó bị khi mà nó nhúc xuống trái anh chị, nó bị ví dụ như trái mít này đi. Nó anh chị phải nó đụng vô cái cành này đi, anh chị phải kiếm dây gì cuột lên, kỹ cuột lên đừng để cho cái phấn này nè anh chị. Nó chạm này cái gió nó cạ tới cạ lui nó rớt cái hạt phấn này ra, sau này nó thụ phấn không đều quá. Nó thụ phấn không đều thì cái trái sau này nó bị méo anh chị. Cái trái nó bị méo rồi anh chị xúc dinh dưỡng vô thì nó tròn lại phần nào nó đỡ thôi, chứ nó méo rồi nó không thụ phấn nhiều rồi chỗ đó nó đâu có muối đâu, nó sơ không à, thì nó thì anh chị xúc dưỡng xúc chứ nó cũng đỡ lại phần nào thôi, chứ nó không có tròn đều được như cái trái mà thụ phấn đều nha cô chú anh chị. Chỗ giờ đang mưa nhiều, mưa nó đậm nước lại trên cái cuốn này luôn đó, do đó cần phải quản lý mình xịt cái nấm với vi khuẩn để mấy trái này thì mà nó xâm nhập vô, nấm vi khuẩn nó xâm nhập vô sơ đen, thì khi mà sơ đen nó xâm nhập vô trái thì mình đâu có thuốc trị anh chị, không có thuốc gì trị, nó xâm nhập vô rồi rồi, do đó mình phải ngăn ngừa trước nó để cho nó đừng có xâm nhập vô. Cái trái này em mới cắt ra thử cái trái này đợt trước nè, nó không có, nhưng mà lý do là em cắt trái này nó đẹp lắm, cũng đẹp lắm rồi, tại nó bị không bị cái lỗi này lên đó, thì em bỏ luôn chứ cắt ra thì nó không có bị sơ đen sơ bọng gì chứ. Chung với cái trái đó thì em giữ cái trái đó lại, sát gốc quá thì nó hơi bị nám da một chút, nó nằm gần sát gốc quá đó nó dễ bị nước mưa rồi nó văng lên. Vì đó cái bông này vô cái bông này nó nằm sát quá nữa em phải bỏ luôn này. Tại vì trên đây là mình nhóc bông chưa rồi nè, trên đây đủ bông chưa rồi nè, thì cái bông này với gốc thôi mình bỏ đi, chứ gì nữa nó cũng bị nước mưa, nó sát nước mưa quá nó dễ bị sơ đen với anh chị. Bỏ cái bông luôn đi. Trái này con bông này cũng đẹp, rất là đẹp luôn, tròn quay nữa không, nhưng mà nằm sát gốc quá thì phải bỏ đi. Tại vì nếu trên mình có bông rồi thì gọn cái trên, thì trừ giá trên mình không có cái bông nào cho nó mình giữ lại, còn ở trên mình nhóc bông chân rồi thôi bỏ cái đó đi. Với lại thời tiết giờ nó mưa nhiều quá nó cũng hơi đi đọt hơi nè anh chị cần phải xịt cho nó ém cái đọt này nhẹ lại ha, ném xương xương cái đọt lại cho nó đừng có đi, để nó phân tán dinh dưỡng ra nó nuôi trái không tốt ha. Cây này giờ trái cũng tốt, những trái đó nó sổ xuống đó, những trái mà trên đó nó cuốn dài nó sổ xuống cắt là đẹp vậy đó, chứ không phải cuốn dài mà không tốt đâu đó. Cuốn dài nó sau này nó trên đó nó sổ xuống là trái nó không đụng chạm với ai, nó trái nó rất là lực luôn, chứ như trái này tròn quay rồi không. Còn đây nè, trái cuốn dài nè, mà cũng mau lắm chị nè, tròn quay rồi thấy không, đâu có méo mó gì đâu. Trái cuốn dài nè, từ cái cuốn mà từ trên đây nó dắt xuống đây là điện vô mình xịt cho phân đó anh chị, phân hữu cơ đó, với lại mình đi những dòng dinh dưỡng mà ở dưới đó mình xịt cây mít mình nó sung thì nó nuôi đủ à, nên trái ruột bông nhóc hết trơn nhưng mà nó nuôi vẫn trái vẫn đẹp nè, không biết như bông nó 1, 2, 3, 4 với em tẻ bớt em cắt bỏ bớt rồi đó. Qua wow, nên quay cho mấy cái dòng ở đây. Nó cũng đang có cây thì nó ra bông hơi sớm chút, có cây thì ra trễ chút. Đấy, lúc trước em là bông thì em thấy lăng với kali à, chứ không có kết bông gì chứ, nhưng mà nó vẫn ra. Trái này đợt trước em chừa đấy, trái này chắc cũng cỡ 3 kg anh chị, cỡ lớn gì là nơi cái trái mà nó hết giật rồi nè. Thì anh chị cứ xịt dinh dưỡng bổ sung ở trên vô trái này đó với canxi bo, còn ở dưới thì anh chị cứ đi cái này cái bông này đi truyền theo, anh chị cứ đi dinh dưỡng dưới xương gì đó rồi coi cái bộ đọt đó, dàn đọt mà nó đi vừa thì được, còn mà nó đi phượt nên nhiều quá thì anh chị cần phải ém lại bớt cho nó nuôi cái trái với cho nó
nó tốt. Cây bên đây cũng đang xuống bông, cho nên trên đây đám bông này cũng không bớm gì đâu, nhưng mà xịt nó từ từ nó bự ra anh chị. Cái này nó bị nấm hồng thì mình, nếu bị nấm hồng thì mình quét thuốc đó, mình cạo ra mình quét thuốc nó mới hết anh chị. Bữa nào làm clip chia sẻ gì cái quét thuốc nấm hồng đó. Bên đây cũng xuống đó, những bông nào vẫn thiệt là mập đó, mình chờ lại, mình lọc lại lần nữa. Thì cây này thì em chưa có một trái hai trái vậy, không có chưa nhiều. Cái lý do là mưa nó giặt tét cái nhánh, tét cắt ngang luôn. Cái cuốn này cũng dài chứ đâu có ngắn đâu, nhưng mà trái nó rất là lớn anh chị. Đây. Thì mình xịt vô, mình xịt phân hữu cơ đó thì cứ trung bình đó là một tuần hoặc là 5 ngày mình xịt lăng với canxi bo đó anh chị. Đó, cái giai đoạn này rất quan trọng là mình xịt bổ sung cho nó cái canxi bo cho nó, nhất là cái nó tăng cái tỷ lệ hạt phấn lên, cho nó đậu phấn cho nó tốt, vì cái trái mình nó khi mà nó thụ phấn tốt thì nó sẽ sau này nó sẽ tròn, nó đều, nó ít bị méo. Thì canxi bo đó mình tăng cường nó vô cho nó cái cuốn nó dẻo dai, với lại cái màu nó chị, nó hạn chế cái nứt màu với lại thối cuốn rồi đó. Thì mình cần phải tăng cường cái canxi bo. Giai đoạn này thì mình cứ xịt hoài tới chừng nào nó thụ phấn xong rồi đó, thì lúc đó mình khỏe rồi. Với lại mình xịt ngừa thêm cái sơ đen đó anh chị, nấm khuẩn đó, mình xịt ngừa thêm một bông, bông hai nó mấy bông nữa. Thì những cái bông này thì tiếp tục mình xịt nuôi dưỡng, thì từ nữa mình đặt lại. Giống như cây mà chữa trái thì mình chữa khoảng ba bốn bông gì đó, rồi cái nữa mình lọc lại chữa một trái, còn hai trái mình chữa 4 bông 5 bông gì đó, cái nữa mình lọc lại mình chữa hai trái, thì theo cây lớn nhỏ mình chữa. Với cái vụ giải phân này cô chú anh chị mình nên nhìn cái cây á, nhìn cái lá coi nó có theo với cái cây coi nó có thiếu phân không á, mình hay gãi, chứ mình đừng có gãi gốc mà phân đạm mình NPK nhiều quá thì cây mình nó giãn nở ra nhiều quá thì cây mình nó dễ bị xì mũ anh chị. Nước thân xì mũ, nấm vi khuẩn nó xâm nhập vô khi mà những cái màng tế bào này mà giải mà nó chỉ số đạm cao quá, những cái bàn tế bào này nó mỏng, nó mỏng thì nấm khuẩn nó dễ xâm nhập vô đó. Nấm vi tấp thơ ra đó, nó xâm nhập vô thì nó đánh vô những cái mạch trong cái cây mình đó, là nó thúi cái cây mình đó, là kêu bằng nước thân xì mũ là dễ chết ha. Những cây này nó ra quá thì chị cần phải coi cái cây, coi nó quan sát coi nó cần dinh dưỡng, với lại cái cây mình coi nó có độ phát triển nó mạnh không đó. Cây nào mà cái độ phát triển mà nó mạnh như gì nè, cô chú anh chị giải rất là ít luôn, bây giờ nó đang phúng lên nè, gãy chừng cỡ khoảng 30-40 gram, 40-50 gram trở lại thôi, đừng có gãy nhiều quá. Chị giải cái cây mà nó hơi cằn á thì cô chú anh chị giải có khoảng 60-70 gram, ít thôi, chứ đừng có gãi mà số lượng mà gãi nhiều quá ào ào trong cái gốc này. Gãi như gốc này mà gãi 3-4 nấm nữa thì từng hoặc 10 ngày gãi lần thì leo quay cây này nó mau chết anh chị, nó mau đi lắm nha. Đó, đây mùa mưa này nó khi mà trong nước mưa thì nó có đạm nitơ rồi, nitơ trong nước mưa nó có rồi thì bởi vì cái đọt nó mới phúng lên gì nè. Đó mà cô chú anh chị mà nung cái đạm NPK vô nữa thì làm cho cây mình nó dư đạm ha. Dư đạm thì nó mỏng da thì nấm khuẩn nó dễ xâm nhập đó, thì xâm nhập vô thì dễ bị nứt thân xì mũ ha, dễ bị chết cây cô chú anh chị. Từ đó thì mình cần ở dưới thì đi những cái dòng dinh dưỡng như phân hữu cơ rồi thì để mình cỏ mình hạn chế chặt, hạn chế xịt, chứ mình chặt cỏ cho cái vườn mình nó có cái phân hữu cơ vô thì cây mình nó bền như chị. Cây nào cũng xuống bông chân nè, thì từ nó lặp lại chừa cây trái hai trái chị, cây cũng còn nhỏ chứ không có cây không có lớn. Không chút nữa em lại em chia sẻ cái phân hữu cơ để xịt
cho bông vô trái này cho cô chú anh chị mình xem tham khảo. Thì những cái đám này thì nó lên nó vượt quá vượt nè. Thì mình xịt từ từ thì nó sẽ trái mình nó sẽ tròn lại. Cây bên đây. Bên đây thì nó cây nào có đọt mà nó phượt nhiều quá thì cái bông nó cũng theo chiều hướng đi theo dài vậy anh chị. Còn cái cây nào mà nó cái đọt và nó ít đi thì cái bông nó sẽ ngắn lại. Rồi tập trung dinh dưỡng vô nó nuôi bông nhiều hơn. Thì những cây mà cái đọt mà nó ra nhiều quá thì anh chị cần phải xịt cho ém đọt lại, kêu bằng chặn đọt á, chặn nhẹ lại cái xương xương lại cái cho nó tập trung vô nó vui nuôi trong những cái bông này nè. Nó ở dưới lại anh chị bổ sung thêm canxi với phân hữu cơ vô nữa thì nó sẽ mập cái trái mình lại, sau này trái mình nó đẹp lại chứ không có gì. Đây này. Thì em chia sẻ cái phân hữu cơ 30-10-10 thì clip rồi thì em cũng có làm chia sẻ, thì cũng có một số anh em đặt phân á, em cũng có gửi. Thì em sẽ chia sẻ cái cách sử dụng rồi là phân này thì trong nhà máy ta xe ta khuyến cáo mình đó, trong cái công ty khuyến cáo mình đó là chài là 10 1cc cho 1 lít nước. Nhưng mà cái mùa mưa này thì nói chung mình muốn xịt cây trái này thì mình nâng lên đó. Ví dụ như bình 20 lít, bình này 20 lít đi, 25 lít mình xịt 20 thì mình xịt có thể là 30 hoặc là 40 chơi cho một cái bình này đó, 30 đến 40 dao động đó anh chị. Thì canxi bo cũng vậy đó, canxi bo thì mình xịt có khoảng dao động khoảng 30 đến 40 c. Còn đây là cái combi Italia. Thì combi thì nó bổ sung những cái dòng mà vi lượng anh chị. Combi là chủ yếu là vi lượng, nó như đồng, kẽm, măng gan, ma nhê, mô lít đen đó. Thì bổ sung vô đây đầy đủ luôn, nó có thành phần vô đây hết nè anh chị. Đó, bao nhiêu BPM này nó có hết, tất cả những cái vi lượng trong đây có nguyên tố vi lượng đều có hết. Đó. Thì cái thằng canxi này thì nó trung lượng, thì bo này nó cũng ở vi lượng. Đó, do đó thì NPK thì này là đa lượng, thì mình xịt ba này nó là đa lượng, trung lượng, vi lượng đều có hết. Mình bổ sung vô cho cái bông với trái mít thì nó rất là tốt anh chị. Đây là dòng những cái dòng hữu cơ. Đó, mình bổ sung vô thì rất là tốt. Mình chia sẻ cho cô chú anh chị mình để xịt để nuôi cho bông mít trái mít cho nó đẹp. Thì cuối clip này thì cũng chúc cô chú anh chị mình luôn làm vườn thành công, dồi dào sức khỏe. Xin trân trọng kính chào.